Cái sự nhanh gọn thì không thể nào nhanh gọn được. Các anh phải làm cho đúng. Đúng như công an phường. Một lần là em bán, em nấu ít lắm. Em chỉ sai, ví dụ em nhắc theo quán tính của em là em nấu. Em nhắc theo quán tính của em là em uống. Em muốn thử, em nhắm một xíu thôi. Thì em còn chạy xe nữa. Đó, vậy à. Chứ không có kiểu như mà theo người ta nấu nhiều, người ta liều lượng lắm anh. Còn trung bình mà em bán cao nhất là chỉ có 20 chai thôi. Những người mua của em là khách du lịch. Bây giờ em về em tự em nộp cho công an phường luôn được không? Không, nộp cái gì cho công an phường? Cái biên bản.